một cường quốc như Mỹ cũng phải vay nợ. Thậm chí có thông tin cho rằng Mỹ hiện tại đang là con nợ số 1 thế giới với khoản nợ khổng lồ. Vậy quốc gia nào là chủ nợ lớn nhất của Mỹ? Việt Nam chúng ta có nằm trong danh sách này hay không? 6 chủ nợ lớn nhất của Mỹ. Giàu như Mỹ nhưng cũng phải đi vay. Trung Quốc. Theo những thống kê được công bố chính thức của Bộ Tài chính Mỹ vào tháng 3 năm 2020, thì Trung Quốc nắm giữ khoảng gần 1.100 tỷ USD nợ công của chính phủ Mỹ. Trong khi đó, nợ quốc gia của Mỹ thời điểm đó cũng rơi vào khoảng 24.300 tỷ USD. Con số này có biến động hàng năm, nhưng qua hai thập kỷ, cụ thể là từ năm 2008 đến năm 2019, đã giúp Trung Quốc trở thành chủ nợ số 1 lớn nhất của nước Mỹ, chiếm hơn 5% GDP toàn cầu. Theo các báo cáo tài chính công khai, thì chính quyền Trung Quốc và các công ty con tại nước này lâu nay đã đánh liều chơi lớn, rút khoảng 1.500 tỷ USD tiền mặt và tín dụng cho vay với hơn 150 quốc gia trên toàn thế giới. Và trong số đó, Mỹ là con mồi béo bở, giúp Trung Quốc trở thành ông trùm cho vay của Mỹ trong một thời gian khá dài. Vậy, tại sao Trung Quốc lại sở hữu nhiều nợ công của Mỹ như vậy? Chính xác là có hai bài toán kinh tế được đặt ra vào lúc này. Đầu tiên, Trung Quốc cho chính phủ Mỹ vay tiền do muốn thực hiện việc nhân dân tệ hóa các giao dịch quốc tế nhằm thu về lượng ngoại tệ khổng lồ từ các hoạt động ngoại thương. Ngoài ra, việc cho Mỹ vay tiền sẽ giúp giảm chi phí xuất khẩu cho Trung Quốc. Theo đó, củng cố sự ổn định cho đồng nhân dân tệ. Chưa kể đến việc đồng USD từ lâu được xem là đồng có giá trị và an toàn nhất thế giới. Bên cạnh đó, cùng với việc cho Mỹ vay tiền, Trung Quốc càng nhanh chóng thúc đẩy hoạt động xuất khẩu sang thị trường Mỹ để thu về các hóa đơn bằng đồng USD dưới dạng kho bạc. Điều này càng khiến giá trị của nó sẽ được tăng lên. Và không chỉ Trung Quốc được lợi nhiều như thế khi cho Mỹ vay, bởi Mỹ cũng nhận được nhiều lợi từ việc trở thành chùm nợ của Trung Quốc. Đó là người tiêu dùng Mỹ sẽ mua được sản phẩm giá rẻ của Trung Quốc và có thêm nguồn vốn đầu tư chảy vào. Và trên đây là những con số thống kê tương đối cách đây gần 3 năm, còn thời điểm hiện tại thì sao? Theo thống kê chính thức của Bộ Tài chính Mỹ từ tháng 6 năm 2019 đến đầu năm 2023, Trung Quốc đã chính thức bị Nhật Bản qua mặt và trở thành chủ nợ lớn số 2 sau Nhật Bản. Ở hiện tại thì Trung Quốc chỉ khoảng gần 900 tỷ USD nợ từ Mỹ nữa. Vậy Nhật Bản đã cho Mỹ vay bao nhiêu? Cụ thể như thế nào? Thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu nhé! Nhật Bản. Như thông tin mà chúng mình vừa đề cập, thì trong vòng hơn một thập kỷ, Trung Quốc là chủ nợ nước ngoài lớn nhất của Mỹ. Tuy nhiên, căng thẳng đã bắt đầu gia tăng dưới thời Tổng thống Donald Trump vào năm 2019, đã khiến Trung Quốc giảm tỷ lệ nắm giữ nợ chính phủ Mỹ và nhường lại vị trí chủ nợ lớn nhất cho Nhật Bản trong năm đó. Theo các thống kê chính thức của Bộ Tài chính Mỹ vào đầu năm 2023, thì Nhật Bản đã xoán ngôi Trung Quốc và trở thành chủ nợ lớn nhất của Mỹ với số nợ là 1.100 tỷ USD. Theo quy luật thông thường thì chúng ta chắc hẳn đều nghĩ cho vay nợ chắc hẳn là giàu lắm, dư giả lắm đúng không? Thế nhưng có một sự thật đáng buồn về chủ nợ trong phạm vi quốc gia, đó là cho vay nợ cũng chưa hẳn là tốt. Đánh giá theo tình hình hiện tại, với số nợ khổng lồ cùng với những rủi ro thực sự đến từ sự suy thoái kinh tế toàn cầu, các chuyên gia lo lắng rằng Mỹ sẽ xảy ra suy thoái kinh tế do rơi vào vỡ nợ. Vậy chủ nợ lớn như Nhật Bản hay chùm số 2 như Trung Quốc sẽ phải tính như thế nào đây? Theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã của Trung Quốc, nếu Mỹ vỡ nợ, việc này không chỉ làm mất uy tín của Mỹ mà còn gây ra những thiệt hại tài chính thực sự đối với Trung Quốc. Và theo họ thì ở thời điểm hiện tại, cả Nhật Bản và Trung Quốc đều không thể làm gì ngoài việc chờ đợi và hy vọng kịch bản tốt sẽ xảy ra. Và kế đến là một cái tên mà chắc chắn ai nghe xong cũng sẽ bất ngờ, ngã ngửa. Việt Nam. Nếu như các bạn có đón xem video trước, khi chúng ta cùng nhau nói về những chủ nợ của Việt Nam. Nói theo các cụ ngày xưa thì chúng ta cũng đang nợ đầm nợ đìa. Thế nhưng, có nguồn tin cho rằng Việt Nam đang là một trong những chủ nợ của nước Mỹ. Và điều này hoàn toàn là sự thật các bạn ạ. Về phần mình, Việt Nam hiện nắm giữ 37 tỷ USD chứng khoán kho bạc Mỹ ở thời điểm ngày cuối năm 2022. Qua đó, đứng ở vị trí thứ 36 trong số các chủ nợ của Mỹ và chiếm khoảng 0,5% tổng số nợ của Mỹ. Khoản nợ này được cho là đang lưu ký tại các ngân hàng đặt tại Mỹ. Bất ngờ hơn, trước đó từng có thời điểm chúng ta là chủ nợ đứng số 35 hay thậm chí là 32. Và dĩ nhiên, số nợ còn lớn hơn con số 37 tỷ USD khá khá. Thực sự khá bất ngờ
Và hẳn là nhiều bạn sẽ vui mừng khi một quốc gia Đông Nam Á như Việt Nam lại nằm trong top 50 chủ nợ lớn nhất của Mỹ, đúng không nào? Phải chăng Việt Nam đã giàu mạnh? Và bản chất thực sự của việc này ra sao? Theo các chuyên gia phân tích, thì đối với việc Việt Nam là chủ nợ của Mỹ có nhiều cách lý giải và nhìn nhận. Thứ nhất, có thể hiểu, số tiền Việt Nam cho Mỹ vay bao nhiêu thể hiện sức mạnh của Việt Nam nhiều hơn là gánh nặng nợ của Mỹ. Đồng thời, việc trở thành chủ nợ thứ 36 của Mỹ cũng cho thấy vị thế tích cực của nền kinh tế Việt Nam. Chứng tỏ rằng, ngày càng nhiều nhà đầu tư, doanh nghiệp Việt Nam đang giàu lên. Chưa kể, cho Mỹ vay đồng nghĩa với việc mua và nắm giữ trái phiếu chính phủ Mỹ cũng là một nghiệp vụ bình thường trong việc nắm giữ các tài sản ngoại tệ dưới các hình thức khác nhau. Điều này được cho là dấu hiệu tích cực giúp khẳng định vị thế kinh tế của một quốc gia. Quần đảo Cayman. Một cái tên chắc hẳn là còn khá lạ lẫm với nhiều người. Được biết thì đây là một hòn đảo nhỏ bé với dân số chỉ khoảng 600.000, nhưng Cayman là nơi tập trung khoảng 60% quỹ đầu tư trên toàn thế giới, đồng thời đang nắm giữ 284 tỷ USD trái phiếu chính phủ Mỹ tính đến đầu năm nay. Và con số này cũng giúp cho Cayman trở thành chủ nợ lớn thứ 3 của Mỹ, chỉ sau Trung Quốc và Nhật Bản. Theo thông tin từ Bộ Tài chính Mỹ, hòn đảo Cayman đang nắm giữ 265 tỷ USD trái phiếu của chính phủ Mỹ tính tới tháng 3 năm 2022. Và theo các chuyên gia, con số này sẽ ngày càng tăng lên trong những năm tiếp theo. Điều này cũng một phần chứng minh được, nhỏ mà có võ nhá. Bé như lỗ mũi, nhưng vẫn là mảnh đất màu mỡ, thậm chí là chủ nợ lớn của cường quốc kinh tế số 1 như Mỹ. Ấn Độ. Chủ nợ lớn tiếp theo của Mỹ đó chính là quốc gia đông dân thứ 2 thế giới, Ấn Độ. Ngoài nổi tiếng là quốc gia đông dân chỉ sau Trung Quốc, Ấn Độ hiện còn là nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới, với GDP đạt 3.500 tỷ USD, đứng sau Mỹ, Trung Quốc, Đức và Nhật Bản. Và điều này liệu có liên quan đến việc Ấn Độ có mặt trong danh sách ngày hôm nay hay không? Ấn Độ cũng là một chủ nợ lớn của Mỹ. Chính xác là như vậy. Theo báo cáo mới nhất vào đầu tháng 3 năm nay của Bộ Tài chính Mỹ, Mỹ hiện đang nợ của Ấn Độ là 224 tỷ USD. Và Ấn Độ chính là một trong những chủ nợ lớn góp phần làm tăng khoản nợ khổng lồ của Mỹ lên tới 33.000 tỷ USD theo thống kê mới nhất vào đầu năm nay. Bổ sung thêm một chút thì Mỹ nợ ngày càng nhiều bởi dành nhiều chi tiêu cho liên bang và gia tăng đáng kể từ năm 2019 đến năm 2021. Từ việc cắt giảm thuế, các chương trình kích thích và nguồn thu từ thuế giảm do tình trạng thất nghiệp lan rộng trong giai đoạn đại dịch Covid-19, tất cả đều góp phần khiến khoản vay của chính phủ Mỹ lên một mức mới. Và không chỉ là mối quan hệ giữa chủ nợ và con nợ, Ấn Độ còn được xem là quốc gia châu Á duy nhất mà Mỹ kỳ vọng. Bởi Ấn Độ là một nước rộng lớn, đông dân và giàu tài nguyên. Xét theo tất cả các biểu hiện bề ngoài, Ấn Độ là một cường quốc có tương lai và đang sẵn sàng để sánh vai với Mỹ. Và để nói nếu lo rằng Mỹ vỡ nợ thì Nhật Bản hay Trung Quốc mới là kẻ đứng ngồi không yên. Còn Ấn Độ thì sao? Họ cho biết con số này không quá lớn, chưa kể họ khẳng định chẳng có gì đáng bận tâm bởi những tiềm lực quan hệ trong tương lai giữa hai nước cực kỳ tiềm năng. Hàn Quốc. Có thể nói từ trước tới nay thì chúng ta hẳn đều biết Hàn Quốc là đồng minh số 1 của Mỹ, ngay cả trong giai đoạn chiến tranh. Theo số liệu mới nhất đầu năm nay, Hàn Quốc hiện cho Mỹ vay 103 tỷ USD, trở thành một trong những chủ nợ lớn của Mỹ. Con số này có thể nói là chưa nhằm nhò gì so với các cường quốc mạnh như Nhật Bản hay Trung Quốc, hay thậm chí là quần đảo nhỏ bé Cayman. Thế nhưng, dựa vào mối quan hệ đồng minh toàn diện lâu năm của hai nước thì dĩ nhiên điều này không có gì là khó hiểu. Và thêm một chút thông tin ngoài lề, đó là không chỉ cho vay tiền, báo Hàn Quốc mới nhất cũng đưa tin Seoul đã đạt được thỏa thuận cho Mỹ vay 500.000 viên đạn pháo 155mm giúp Washington linh hoạt hơn trong việc cung cấp đạn dược cho Ukraine trong cuộc đối đầu với Nga. Có thể nói với khoản nợ khổng lồ hơn 33.000 tỷ USD, không sai khi nói Mỹ đang là con nợ lớn nhất thế giới. Mỹ phải cõng những khoản nợ khổng lồ từ trước và đặc biệt sau khi đại dịch Covid-19 bùng phát cho đến nay. Thế nhưng, một sự thật mà ai cũng biết thì Mỹ cũng là nền kinh tế số 1 thế giới, nền quân sự cũng số 1 thế giới. Thế nên, nếu không hiểu quá nhiều về kinh tế tài chính các quốc gia thì chúng ta cũng không nên quá tiêu cực khi nhắc đến chữ nợ của một quốc gia. Bởi một quốc gia số 1 như Mỹ vẫn có thể trở thành con nợ số 1 thế giới mà đúng không? Và trên đây là một số thông tin mà chúng mình tìm hiểu được. Có thể còn thiếu sót thì mong các bạn thông cảm. Và nếu biết thêm thông tin nào liên quan hữu ích và chính thống hơn nữa thì đừng quên giúp chúng mình bổ sung thêm xuống dưới phần bình luận nhé.
Và nếu như các bạn yêu thích chủ đề ngày hôm nay thì cũng đừng quên like, share video, sau đó đăng ký kênh Top 1 Khám Phá và nhấn vào nút chuông thông báo nho nhỏ bên cạnh để cập nhật nhanh nhất những video mới. Trên màn hình chúng mình có để lại những video có liên quan mà các bạn không nên bỏ lỡ. Hãy click vào để xem ngay. Còn bây giờ như thường lệ, xin chào và hẹn gặp lại!